Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại channel của mình. Ở nội dung video ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn nhận được 12 đô. Chúng ta chỉ việc đăng ký, chúng ta nhận được 12 đô ở trên sàn Gate. Trước khi vào các bước hướng dẫn thì mình sẽ review qua cái kết quả mình đã nhận được 12 đô. Thì cái sàn này là mình đã làm rồi. Đây. Xấp xỉ 12 đô và mình đã mua token chôn lịch sử lập suốt. Đây mình đã chơi đây vài lệnh rồi, có lãi, mình đã rút về Binance. Đây lịch sử rút tiền mình, đây mình đã mua token chôn, mua đồng chôn này 383, phí giao dịch là 5 chôn, mình đã gửi về Binance. Các bạn có thể là bán hoặc rút về thẻ ngân hàng ở trên sàn này cũng được, nhưng mà mình muốn rút về Binance. 383 chỗ này thì nó tương đương với 20 USD đấy. Rồi. Trước khi vào các hướng dẫn, các bạn hãy để lại cho mình nút đăng ký kênh này. Chọn nút chuông thông báo để không bỏ lỡ những video sớm nhất của mình trong tương lai. Bây giờ mình sẽ chuyển sang điện thoại để làm hướng dẫn các bạn cho nó chi tiết và dễ nắm bắt hơn. Rồi, các bạn hãy click vào đường link mình để ở dưới phần mô tả video. Đấy. Đấy sẽ hiện một giao diện thế này. Quyền lợi khi chúng ta đăng ký và KYC trên sàn Gate này, chúng ta sẽ nhận được 90 đô point và cộng 5.500 USD test. Rồi. Khi các bạn tham gia vào đường link của mình, đường link giới thiệu của mình, thì các bạn sẽ nhận được sẽ được giảm được 10% phí giao dịch trong vòng 1 năm. Vậy nha. Các bạn hãy ấn quốc tịch của mình, kéo xuống cuối cùng. Chọn Việt Nam. Rồi, tên người dùng. Tên người dùng thì các bạn đặt thế nào cũng được. Mật khẩu các bạn có chữ hoa này, chữ thường và số nhé. Rồi, các bạn nào mà click vào đường link của mình thì nó không hiện cái lời mời ID lời mời này thì bạn nhập vào giúp mình nhé, để hưởng quyền lợi của các bạn khi tham gia đường link giới thiệu của mình 3105165. Mình sẽ để cái đường ID người mời này mình để xong phần mô tả video. Rồi, chúng ta sẽ click vào bước tiếp theo. Rồi, đến mật khẩu thanh toán. Cái mật khẩu thanh toán này các bạn để làm gì, để giao dịch mỗi thanh toán, để rút tiền này, nạp tiền này, hoặc là mua đồng coin này, các bạn có thể bán đồng coin, có thể sử dụng mật khẩu thanh toán. Nó gồm 6 ký tự. Các bạn để số dễ nhớ nhá. Các bạn đặt cái này dễ nhớ thôi, tại vì chúng ta sử dụng cái này liên tục. Rồi, đăng ký ngay. Xác thực captcha. Rồi, ok. Bây giờ chúng ta sẽ vào mail của mình để kích hoạt tài khoản lên. Rồi, ok. Đây. Mà kích hoạt đây. Các bạn hãy click vào cái đường link màu xanh xanh này. Ở trong mail nó gửi về cho các bạn. Các bạn click vào. Rồi. Xác thực thành công. Giờ chúng ta sẽ đăng nhập vào nhé. Bây giờ chúng ta sẽ đăng nhập vào.
Rồi, tao sẽ thuộc captcha. Chúng ta xác nhận. Lại một mã gửi về mail của mày. Một hai sáu bốn hai một. Con nhập vào đây. Rồi, nó sẽ hiện ra giao diện trên sàn như thế này. Và chúng ta có thể tải app về cũng được, về dễ sử dụng hơn. Bây giờ chúng ta sẽ đi KYC. Các bạn lưu ý giúp mình nhé. Khi các bạn KYC thành công thì các bạn mới sử dụng được 1.500 đô test đấy để rút thưởng nhá. Trung tâm bảo mật đây, chúng ta chọn vào trung tâm bảo mật và xác thực tên thật và xác thực số điện thoại và xác thực Google. Chúng ta sẽ xác thực tất cả đây. Rồi chúng ta chọn Việt Nam này, họ vùng Việt Nam này, giấy tờ này, ai có bằng lái xe, hộ chiếu thì cái nào cũng được, họ tên thật này. Chúng ta hãy nhập giống trong chứng minh thư nhé. Rồi mình sẽ làm demo cho các bạn thôi. Rồi à, các bạn có thể sử dụng trong trong kho ảnh của mình cũng được. Cái đầu tiên các bạn sẽ làm mặt trước của chứng minh thư. Rồi, mặt sau là chứng minh thư. Tiếp tục đến cái này, phần này. Các bạn sẽ chụp cả chứng minh thư này, cả một tờ giấy có ghi là guest.oi và cái ID. ID là cái này. Đây mình thoát ra giúp. ID là cái này. Đây. Các bạn sẽ ghi cái ID vào đây. Sẽ ghi cái ID này vào trong cái tờ giấy. Đây. Chụp trong tờ giấy. Rồi gửi đây, không, tiếp tục nó sẽ gửi xác thực. Sẽ trong vòng 48 tiếng thì nó sẽ xác thực. Khi xác thực thành công xong thì tiếp theo các bạn sẽ xác thực bằng số điện thoại này, Google này, rồi mail này, các kiểu này. Quan trọng là các bạn xác thực theo cái giấy tờ tùy thân đấy. Còn xác thực số điện thoại với Google để bảo mật thanh toán này. Rồi. Khi các bạn KYC xong thì các bạn vào phần này giúp mình để chúng ta sẽ nhận được USD test. Các bạn chờ mình chút nha.
Đây rồi. Các bạn kéo cái dòng này, kéo xuống cuối cùng nhé. Đấy, chọn biểu tượng, biểu tượng là gateway này, chúng ta click vào. Cái này là point, mỗi ngày chúng ta có thể vào đây điểm danh này để nhận point này. Đấy. Nhưng mà chúng ta phải KYC thành công thì chúng ta vào bước này nhé. Rồi chúng ta sẽ kéo xuống. Đấy. Chúng ta ấn sang nhiệm vụ phần thưởng này. Xác thực tiền thật. Các bạn ấn đi hoàn thành. Rồi. Đây. Cái bước này chúng ta sẽ phải cài Google Authent hoặc là số điện thoại. Rồi nhá. Mình dẫn đề mua ngoài này rồi mình vào trực tiếp trong trên sàn. Thằng cũ mình đây. Khi các bạn KYC thành công thì các bạn sẽ nhận được 1.000 đô để test nhận lãi, cái số lãi đây. Đây chúng ta sẽ vào phần này. Rồi. Trong vòng 7 ngày thì nó sẽ trả lãi về cho chúng ta. Chúng ta có thể là đi mua coin này, là giao dịch ở đấy, hoặc là có thể là rút tiền luôn về ngân hàng cũng được. Video hướng dẫn của mình đến đây là hết rồi. Các bạn có thắc mắc gì thì sẽ comment dưới video của mình, hoặc là nhắn tin trực tiếp vào trên cái Zalo cá nhân của mình để mình hướng dẫn thêm các bạn. Cái dự án này sẽ kết thúc trong vòng 9 tuần nữa, cũng là khá dài. Rồi. Bây giờ chào tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại các bạn những video tiếp theo.